Anh em đang chuẩn bị mặc đồ bảo hộ, xong đồ, lấy mặt ong. Đây, trên núi rừng có cây cầu. Đây đây, mình ăn thức uống. Thấy cái ưng á, này cho người ta mặc đồ. Chồng xuống thì nó còn cởi đồ xuống là ba thằng tập tấp vô cởi đồ cho anh Khánh liền nha. Đi lấy bụi tổ ong này, hốc được thêm mấy quế thằng tán, mấy cái con quế, mấy cọng hoa tuyệt vời. Mình bị ong vĩ, mình ra ngoài mình ra khỏi mồng mình bị ong vĩ, mình mới về, mới qua lại được cho anh em. Còn mấy anh em ở dưới đi có đồ bảo hộ, hai anh em đã hoàn thành xong nhiệm vụ, ong vĩ của mình thì mới về. Mình cần. Và mặc đồ bảo hộ nóng quá, mới xuống thật ở trần cho nó mát, thông nhiệt. Được bà nhánh quế quá à? Bà nhánh, anh biết. Có ngọn hoa này. Rồi để qua cái cà lẹ. Qua lại là ok. Dưới nó ngọn hoa. Có hoa, hoa này là chỗ hoa luôn quá à? Đây là đến lúc đầu mình đi là thứ 6, thứ 8 này nó ra hoa. Bác Khánh trưởng nhóm rồi. Anh em đi 4 người. Một anh đi bị ong vĩ chạy mất dép luôn rồi. Bác Tư đang mặc đây nha mọi người. Tư đang bỏ mặt vô. Mặt vừa bay lái xuống luôn. Mặt đỏ, rất đẹp. Cho anh em bỏ mặt bỏ đồ vô bao. Rồi chuẩn bị kiếm mũ thứ hai. Đây là gốc cây, gần gốc cây. Tôi có dài mấy mét nữa kìa, hầm mấy mét kìa. Tôi có dài hầm mấy mét. Hầm mấy, hầm hai. Đến cá nè, ta mà đứt tép cho bỏ. Vô. Để cho các bạn xem cái cây này. Nguyên gốc cây luôn. To. Thì gốc của rồi nha. Cái này có đốt một lần rồi. À mình đi vòng quanh cho các bạn xem cái cây nhé. Cây chắc mấy chục nào. Khá to. Đi thấy gì là về lấy định đi mà không đi giờ lấy mặt về rồi chia ai chia chia chứ anh em mà anh em mình đi vô mình căng màng để nấp ra anh đã biết sợ rồi. Ở đi lấy mình lấy được năm mét này có một tàu sáng em vừa trắng vừa tròn bày nồi bát. Good.
hồi đó mà hồi đi về đó à. Nóng cay thì nhìn lại xem bậc khanh nó đã leo lên rất nhanh, bác đi rất khỏe rất gọn, cứ chậm chậm vào đây bác ơi. Các bạn xem video rồi, các bạn không có kinh nghiệm thì đừng trước làm theo, rất là nguy hiểm. Cái này 50 mấy không Tư? 40 mét. Cái này to Tư hề, gốc ghê quá hề. Đây là cách ủng khói. Ủng khói cho ong khỏi xuống. Đây là bác thủy, rất tích cực. Mặc lại xuống các bạn. Lái lắc nhanh vì bậc X. Bậc Tư đã chạy vào lái. Sau khi đã thả dây xong, mặc xong, bác Tư đã thao dây tời. Làm khó này để cho ong khỏi xuống rồi bạn. Con nhỏ, con nhỏ mặc ít, quăng kia là thấy, có con quăng kia. Hồi đang cán biển gì vui đi, cho ngày này hôm nay ong chết tốt mà, tốt sức khỏe mà. Vô không? Ăn lại xuống, vô lại. Đúng là đúp lương nó không có suy nghĩ đúng không? Mồ, nó vàng vàng heo vàng có đầu con quất cá. Nó chập vô phát là nó dính nạp liền. Dọn như đi thăm dò. Ba vàng cái chích vô rồi. Đắp cái nạp vô. Bác Khanh đang đi xuống bằng dây bộ hộ. An toàn. Ông hay bay rồi. Vẫn còn vài con theo Khánh á. Ông vẫn theo bác Khánh. Ông vẫn thằng theo bác Khánh đi chung. Sắc cái đào đó. Bác Khanh xuống rồi, anh em phải mở bảo hộ, mở đồ ra nhanh cho bác Khanh. Rút bao tay dùm nghe. Bắt có không khí dễ thở, đồ bộ hộ này rất là dài, nóng. Ba bao cao su.
để ăn khỏi chích. Xuống mọi người dưới đất phải thở đất nha. Thở đất nhanh để có oxy thở. Tóc mọi người tóc. Các bạn xem đây, ao mới chích áo đây. Cái áo này là áo lớp ngoài cùng như cỏ mai, như cỏ mai. Quá trời người cỡ mai, tôi rửa thử một cái xem. Rồi đây là cái nạp. Bác Khanh thì giờ đang ngồi nghỉ, bác Tư thì đang xếp thu dọn dụng cụ đồ cá hộ. Khó thì chúng tôi phải đột lên cho nó làm nhỏ này. Tạo ra khói xong, chúng tôi sẽ dập tắt lửa đấy các bạn nha. Chúng tôi không để lửa cháy. Con nâu nó nghỉ mà. Thì rồi là mới đắm. Các anh em thấy hay, like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ anh em HKT Vlog. Anh em có thể thích thì like, không thích thì unlike. Để unlike thì để cho chúng tôi biết chúng tôi làm tốt ra video tiếp theo tốt hơn. Cảm ơn anh em đã quan tâm xem.